Cái nền này không có làm đâu đấy. Nền này tôi không qua làm á? Vâng. Ồ. Ấy, đúng rồi, làm cái khung cái này nó mới chắc chứ. Ơ ừ, thế là không uy tín nữa. À, bác bảo là nền nhà này hai mẹ con với lại ba thằng con rể. Ba thằng con rể. Nhưng mà có một thằng con rể là không uy tín. Đào đào đến nửa ngày là chạy mất dép rồi. À, ông bác bảo là mẹ cháu xí là đi tìm ngừa được hai ngày. À, khóc nức nở đến khắp sốt không ai giúp đấy. Ây da. Thì là cuối cùng mới đến con rể. Con rể đi nhờ ngừa thế này. Ừ. Kéo xuống dài một tí nữa này, bên bác áo đỏ kia kéo xuống dài một tí nữa cho nó dài dài ra. Tôi tin rằng nó cho lý trú hộ đen ăn tem mình chúng ta. Chà này trèo lên cho nó ra khỏi cái cây đi, kéo từ từ thôi. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người một ngày mới thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. À, đúng như đã hẹn thì hôm nay anh em quay trở lại nhà cháu xí của bác ạ. Hôm nay thì vào với gia đình hai mẹ con cháu thì cũng mua những cái đồ này vào để làm cái lán cho hai mẹ con. Đó, ở những cái tập phim trước Xuân Thiệu vào chia sẻ thì ông bà có theo dõi được thì cũng nắm bắt được rồi. Hai mẹ con hiện tại ở một cái ngôi nhà như là một cái bẫy luôn của bác ạ. À, những cái đòn tay các thứ thì nó đã gãy sập xuống hết rồi. Nên là để mà vào cho hai mẹ con làm cái lán, làm ra ngoài để mà ở. Bây giờ thì nó cũng vào cái mùa mưa sắp đến rồi. À, nên là ở trong cái nhà đó rất là nguy hiểm. À, nên là cũng không thể ở được nữa. Ở trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì Xuân Thiệu cũng nhận được khá nhiều những cái tình cảm của các ông bà, của bác có gửi ra cho hai mẹ con để mà làm lán của bác nhé. Xuân Thiệu có nhận được của cô Jilima ở bên Mỹ, đó là cô có gửi là 1.232.000 cho cháu xí mua bạt để mà làm cái lán của bác ạ. Và có cô Nga ở Đà Nẵng có gửi cho 1.000.000 cho cháu xí của bác nhé. Và có chú Đồng ở Phú Thọ có gửi 300.000 mua bạt cho cháu xí làm nhà. Và Xuân Thiệu cũng nhận được một cái khoản nữa của một bác giấu tên là 500.000 có gửi cho cháu xí của bác ạ. Và có một cô ở dưới Hà Nội có gửi cho em Trơ là 500.000 làm nhà. Đó, và có đặc biệt Xuân Thiệu có nhận được một của một chú ở bên Mỹ, đó là chú 10 các bác nhá. Chú có gửi cho Xuân Thiệu là 4.922.000. Cái khoản này thì chú cũng có dặn là sẽ dành tặng cho cháu xí mua đồ dần, mua quần áo. Nhưng mà ở đây thì nó rất là xa huyện của bác ạ. Đấy, nên là để mà cháu xí thì không có xe. Từ đây ra huyện nó cũng phải tầm 40 cây thế này. Đấy, nên mà để mà vào đây xong rồi đón cháu ra ngoài huyện mua quần áo thì nó cũng... đi lại rất là khó khăn vất vả. Để hôm nào anh em vào thì sẽ mua cho cháu một hai cái bộ quần áo đẹp đẹp để cháu đi học thôi. Cũng xin được cảm ơn các ông bà cô bác rất là nhiều. Đó, hôm nay thì anh em vào thì cũng mua đây rồi một cái bạt. Cái bạt này là 25m của cô Julie Mai của bác ạ. 25m thì vào 30.000 một mét. Đó, cho chỗ cái bạt này thì nó vào là tổng là hết 800.000 của bác ạ. Đó, độc cái bàn này đã hết 750 rồi, vẫn là cái dây này 50.000 nữa, cái dây này mà để mua chẳng buộc. Đó, còn là những cái khoản tiền mà các ông bà cô bác nào có gửi cho cháu xí để mà làm lán đó thì thiếu cái gì thì Xuân Thiệu sẽ mua dần sau. Nếu mà không đủ rồi thì gọi là làm hoàn thiện cái lán thì sẽ dùng để mua gạo và nhu yếu phẩm dần cho hai mẹ con của bác ạ. Hôm nay thì Xuân Thiệu vào thì cũng mua đây rồi, thịt, đồ ăn các thứ vào để tí nữa lên làm cái lán ấy, để cho có ai đến hộ giúp thì sẽ được làm bữa cơm, hay có một bao gạo. Cái món quà này là của một cô ở bên Mỹ, đó là cô Trung Mai. Đó, cô Trung Mai ở bên Mỹ có gửi cho Xuân Thiệu là 1.200.000 cho cháu xí mua đồ, mua gạo đồ nhu yếu phẩm nó. Thì hôm nay cái khoản tiền của cô này Xuân Thiệu đã chi mua một bao gạo, đồ nhu yếu phẩm và thịt. Đấy, thịt và rau các thứ ở đây rồi cô bác ạ. Đó, đậu nữa. Hoặc là 300.000 tiền thịt, không biết là có ai đến hộ giúp nhiều không, nhưng mà cứ mua vào như vậy để tí nữa có bữa cơm với gia đình của bác nhá. Cũng xin được cảm ơn cô Trung Mai ở bên Mỹ rất là nhiều. Đó, cái món quà này Xuân Thiệu hôm nay chi đi là hết 770.000 rồi các bác ạ, cả thịt thà các kiểu rồi gạo kia. Đấy, của cô Trung Mai ở bên Mỹ. Cũng xin được cảm ơn cô Trung Mai rất là nhiều. Và Xuân Thiệu cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các ông bà, cô chú bác mạnh thường quân trong cái khoảng thời gian vừa qua đã gửi về những cái sự trợ duyên rất là lớn để giúp hai mẹ con cháu xí vượt qua những cái thời gian đang khó khăn này của bác ạ. Đó, hôm nay thì anh em cũng vào đây rồi, rất là nhiều đồ, bây giờ anh em khả năng là không thể mang lên hết được rồi. Đấy. Xe khả năng là đi xe máy lên trên đấy có đi được không nhỉ? Cũng chưa biết được anh ạ, nhưng mà thấy là mọi người vẫn đi lên trên đấy, chưa là làm nhà của chú của mẹ cháu xí á, nghĩa là chú đấy thì cũng gọi là người ta cũng chở những cái vật liệu ấy lên trên đấy. Nghĩa là thấy người ta chở vật liệu từ đây lên chỗ cái nhà chú của cháu xí ở ngay cạnh gần đấy rồi. Nhưng mà bây giờ anh em chưa dám lên đấy lần nào, do là cái quãng đường đi nó rất là nguy hiểm, với lại nó khó ấy.
Đấy, anh em thì hôm nay cũng nhiều đồ này, nếu mà hai anh em thì cũng không thể mang lên hết được. Bây giờ cũng chả ai hộ đâu các bác ạ. Nên bây giờ thì nói chung là cứ anh em đang tính là đi xe máy lên trên đấy. Được đến đâu thì hai đến đấy thôi các bác ạ. Rất là nhiều đồ. Thôi đã vào đến đây tôi cố gắng mang lên trên nhà để mà cho hai mẹ con có được cái lán mới lại có được những cái cơm gạo các thứ này để cho hai mẹ con. Rồi hôm nay bảo hai mẹ con bảo có ai đến hộ giúp thì sẽ có bữa cơm các bác ạ. Làm một cái lán thì cũng không hề nhanh đâu. Hai anh em thì cũng không kiểu nhiều, là cũng chỉ có hai anh em thôi thì làm nó chắc chắn cũng sẽ được thôi, nhưng nó sẽ lâu vâng ạ. Hôm trước thì anh em cũng bảo hai mẹ con là chuẩn bị cái cây rồi, nhưng mà không biết là lấy được cây nào hay chưa biết nữa. Vâng. Nhưng mà bây giờ thì chắc là anh em mình là thử cái tay lái của mình lên trên kia. Cũng phải thôi. Vâng. Bây giờ thì cũng mời ông bà cùng bác cùng đồng hành với anh em nhé, để lên trên nhà em xí mang cái món quà lên trên đó để giúp hai mẹ con. Hôm nay sẽ dựng lên một cái lán cho hai mẹ con làm một cái nhà ở tạm thôi các bác ạ. Đó, với hai mẹ con thì bây giờ cũng không còn cách nào khác nữa, trước mắt là cứ làm cái lán cho hai mẹ con ra ở riêng, ra ngoài khỏi cái căn nhà đó này mà ở đã đó. Còn không thì ở đó thì bây giờ trời mưa gió lớn, bây giờ nó vào những cái mùa mưa này thì nó hơi nguy hiểm một chút các bác ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thôi. Ôi trời, đây nha các bạn, đường đi đây rất là nguy hiểm luôn, tại vì đây nó là một cái dốc cao ấy. Bơi. Ôi trời ơi, bới lên. Ôi trời. Có tên phi lại phi lên kia. Đi nhầm đường. Ơi lại phi đi ra vòng sang bên kia rồi. Phòng lên nhà ông chú kìa. Đúng rồi, nên là không quay về đường nữa. Hàng quá nhỉ, theo kia kìa. Ôi ừ. Ôi dù. À. Thấy mọi người đã là ấm rồi. Đang dựng lên thành cái lều rồi kìa. Đúng rồi. Thành cái không hết rồi, sao anh ạ? Cái này không biết là dựng từ bao giờ đã thành như thế rồi kìa. Vâng, thấy kìa. Cũng là tích cực phết đấy. Cười cười cái này ra xong rồi lấy vào cho mọi người nào. Phải nói trước thì anh em vào thì cũng bảo là bảo con rể ấy, bảo được ai đến giúp thì bảo, thì chắc là bảo con rể đến giúp hay sao ấy. Không thấy nhiều người à, khá nhiều người nhỉ. Vậy lấy những cái đồ ra để tí nữa nấu cơm. Nhưng mà có gạo rồi là gạo bán xe muối thì ở trên xe của em bên kia, xong rồi đi lên. Có đâu lấy cái đấy về để anh cầm xong rồi lấy cái bát này. Ừ, cái này không khá nặng đấy. Nặng mà, miếng bạt dày nặng lắm. 25 mét kìa mà. Không hề đơn giản đâu. Vâng. Cứ tưởng nhẹ nhẹ. Không có mũ à? Nắng thế. Hôm nay không nhớ anh ạ. Hôm dâm thì đeo mũ đi, không có nắng thì không nhớ lấy đi theo. Ây à. Thế này. Này vào tàu nhà rồi. Ai da. Mong thế mà xuất cầu nhớ. Hả? Hôm nay là xong đấy. Hôm nay là xong á? Vâng. Ui, cái này san cả nền xuống phẳng lưa thế này à? Lúc ở trên là nếu là thật thì qua đó. Hả? Hôm qua cái nền này hôm qua làm rồi đấy. Nền này tối hôm qua làm á? Vâng. Ồ. Đấy, đúng rồi, làm cái khung cái này nó mới chắc chứ. Làm cái cây về dựng như thế này nó mới vững chắc. Ồ. À, cái này làm từ hôm nào rồi các bác? Thật chứ, nó chỉ lo. Nó rớt rồi. Nói cho nó nếu là nó nhau thế. Hả? Nó không ổn à? Nó không nhau á? Làm từ hôm qua rồi. Hôm qua rồi. Nhưng mà cũng tốc độ nhanh phết đấy nhỉ? Các bác bảo là hôm qua làm là trời nắng quá. Nắng quá. Lúc làm thì cây trên nhìn thả rát, nhưng mà làm xong cây trên nó cong lên rồi. Làm xong nó cong xuống à? Đúng rồi, nó cong xuống. Cây trên tươi bây giờ nó thế mà. Dư làm cái này. Đó, sao mà không đã xuống? Hả? Sao mà? Cái kia là không chặt được đâu. Lấy cái này đây. Đúng rồi. Ta tiên để chia đó gì? Không đi ạ. Xin chào. Đó. Chết không? Phô giáo cho ta rồi. Cho này. À, phải cao cao cái màu đi, tí nữa cái bạt căng lên thì nó đỡ rách. Kéo đi kéo lại nó rách bạt đấy. Ông mốc của nhà phô giáo đồ nó gì? Ờ.
là các bác là ở hàng xóm đây à? À, tôi vào hai nít bán này rồi. Hả? Ờ. À, con rể là nhờ anh em đến giúp đấy. Con rể á? Vâng. Thế thanh niên là con rể. Đây, thanh niên ở trên nóc. Thanh niên trên nóc là con rể á? Đúng rồi. À. Nên là con rể phải đứng trên nóc. Đúng rồi. Thế là con rể bảo vệ hộ. Đúng rồi. Thế là bà mẹ em xí này thì không nhờ được ai rồi, thì có con rể nhờ về cho thôi. Đây, có con rể ở gần đây tốt quá gì đấy. Ha, mua cho vào nhau rể nhỉ? Ừ. Cái này lấy về dựng lên hả bác? Trên này mất thay nó ra nè. Ồ. À. À, bắt vào cái tre này thì sẽ rào vào vòng quanh ở trong cái giường ngủ. À. Cho nó chắc chắn đấy. À, nghĩa là cái này là cạp vào vòng quanh cái giường ngủ này gì? Đúng rồi. Thế cái này là cái giường à? Nó nhiều lúc ra rồi mà. Hả? Ra nữa. À. À, cái này là cái giường ngủ ấy. Cái này cái giường á? Vâng. Cái giường cả thế này thì ngủ cho được. Thế này. À, khó đấy mà chín nhé. À, nghĩa là cái này là cái chơi mới nên là lấy cái này cạp vào để nó không bị banh lên thôi. À, nghĩa là cạp cho nó thẳng thôi gì? Đúng, hoặc là mới cởi ra gì? Đúng rồi. Ồ, ồ, tưởng là chơi cái cạp vào giữa này thì nó thành cái nổi lên thì làm sao mà nằm ngủ được. Cái đấy chặt nó bằng bằng đi vào không tin nữa cái bạt nó là nó sẽ bị rách đấy. Nó thì còn lũi à ra sao? Ừ. Ông bố nói rằng bây giờ chút vâng vâng. À, thế cái này phải làm như thế này phải không? À. Các bạn đây là chuyên gia làm che nứa rồi anh nhỉ? Thấy tay nghề nào? Có tay nghề đấy. Trên nóc kia là con rể. Ê, nhà con rể có ngay gần đây không? Tôi vào trên nhóc, phải về trong rồi. Hả? À, nhà con rể ở trên đỉnh đồ ấy. Tận trên đỉnh á? À, vâng, đúng rồi. Ừ. Từ đây đến nhà còn xa không? Có đi một số mà xem một tê sửa ớt gì á? Đây á? Ở đi xa lắm. Đi xa lắm á? Vâng. Ê, tưởng là nhà con rể gần gần đây để cho bà ngoại ở cùng có được á. Nơi thì bà ngoại ở cái nhà nguy hiểm quá. Ô chơi là nhóm này mà còn để tại anh đó nhóm hả này, nhóm đêm gì rồi. À, con rể bảo là nhà ở xa rồi. Xa rồi. Vâng. Đến gần nhà con rể. À đây, mẹ cháu xí rồi. À đây rồi. Tất bắt đầu ôi chỉ chỗ ấy chứ chắc. Hả? Đâu, cho nó làm cái gì đấy nè. À. Đây đâu, vào nhà xem cái xem. Ui, lấy cái tre này ở đâu về lắm. À, lấy cái bao gạo lên đi em ơi. Vâng. À. Bà gạo vẫn còn vứt ở dưới kia. Bà gạo mới lại các thứ xong để cho gia đình tí nữa để mà nấu cơm các thứ. Ôi à, đi nhầm vào dưới này, để ở dưới này sai quá. Đâu chặt được. Vâng. Hôm nay ôi. Đúng là nếu mà không liều xe máy lên trên này, ôi. Anh em cũng không mang lên trên này hết được. Thật sự rất là nhiều luôn. Cứ để ở ngoài đã. Vâng. Ôi dù. Đấy, bao gạo để tí nữa nấu nướng cho mọi người. Đấy, đây nha các bác, thịt thà rồi, đồ ăn các thứ đây rồi. Đấy, thịt đây. Đấy, chỗ này là gần 3 con thịt đấy. Đấy, để tí nữa mình về nấu. Đâu, chị già đâu nhỉ? Gọi chị già vào đây xong mình trao cho cái món quà đấy. À đây. Ô lô nhiều. Chị đã làm công à. Về đây ra chị già ơi. Các chú. Các anh các chú. Ô lô sao nhỉ? Sao vậy? Hôm nay con rể bảo mọi người đến hộ à? Nó thì tôi vào cổ là tôi bao rồi. À, con rể nhờ mọi người đến giúp chị già làm cái lá. Hôm nay thì mang cái bạt vào đây tí nữa cho mọi người ấy nhá. Với lại có thịt, rau cỏ các kiểu này để tí nữa nấu cho mọi người nhá. Cái miếng bạt này là của cô Julie Mai ở bên Mỹ nhá. Có gửi cho hai mẹ con. Đấy, cái miếng bạt này là 25m nhá. Để tí nữa bảo mọi người căng nó lên xong là để làm thành một cái lán nó kiên cố. À, nó nè, tôi tin lòng nên tôi mà. Ờ, đại có nè. Đại có nè, tôi bắt lò dù li mai. Bắt lò dù li mai nè, mấy khó chết chả bao nhiêu đại có tôi đó. Vò lũ lán nào nè, cậu nấy tàu nhó nào nè. Ờ, hả, chế im chả một cái món quà gạo với lại thịt các kiểu này nữa của cô Trung Mai ở bên Mỹ nhá. Có gửi cho gia đình. Đấy, tổng là 770.000. Đấy, một bao gạo. Một cái mỹ phẩm mới lại thịt mới lại rau cỏ các kiểu kia các thứ kia cho ăn cay
tỏ ba thế giáo po thế tuổi chế trong mấy chàng mà nhiều tuổi bắt đầu à chừng mai nhóc phần nào u thì mua tôi đấy để ba o tiền thôi nè là tôi nói ổ đồ lá mà ối tay mò đồ lá nói ờ ý chả mà mua ý mình gì á mua ổ lá cho sao đặt nó xuống á à giờ thế thì mua rau ổ đồ lá nó à bỏ thôi thì cho đi trả xin ngã không pin tao tôi cho đi trả à à vui được không vui hôm nay là vui lắm rồi hôm nay vui lắm rồi à thôi thì mà cho xin hay nhở thầu ổn định thật ta bỏ tao mua được tiền ngay cho ông táo thì cho nó dữ ờ thật ta tấm tiền cao ờ ủa ủa nó chẳng ủa bỏ lỡ dù đi mai thì được bỏ lỡ trong mai chẳng bỏ lỡ đi đó ờ thì bỏ lỡ thì tiền đấy ô mà sao sáng đấy ô đấy mà gà mi mua thì mình đòn tao rồi chỉ tiền đấy mà hai xe là dữ chỉ đi dữ chỉ tôi thằng thằng nhé nhưng mà dù mình rau mình cay mình cố mình tạo bao mình thu bộ ra bây giờ tôi chỉ tiền đấy mà nhà mình tôi chẳng có nào nhớ nào nhớ chỉ sai nào hết rồi làm mà chỉ sai đâu à, làm mà chính sai, tao đâu sai cái chính sai, lần nào chính sai à, chị bảo là, thật sự từ trước tới giờ là hôm nay là thấy là rất là vui luôn, rất là hạnh phúc, rất là vui, nên là lần đầu tiên là có rất là nhiều quà và cũng cảm giác như kiểu là sắp được một cái cuộc sống mới, nên là chị cũng bảo là rất là vui, cảm ơn đến hai cô, rất là nhiều đã yêu thương đến hai mẹ con gia đình chị và đã mua những cái tấm bạt rồi những cái thức ăn để nấu cơm cho hôm nay con rể nhờ anh em đến giúp là cũng có cái này thì chị không phải lo nữa. À nên là chị hôm nay là cười nhiều hơn. Nó nhiều cho xíu rồi á. Có nhà mới rồi. Thế chứ cháu xí là đi học đúng không? Cháu xí cả đây rồi đó. Okay. Chị bảo là cháu xí thì mừng lắm. Hôm nay thì chắc là cũng giờ này về chơi về sắp đến đấy. Đấy cũng cảm ơn cô Julie Mai và cô Trung Mai ở bên Mỹ rất là nhiều. Những cái tình cảm của các ông bà cô bác có gửi về cho hai mẹ con em xí thì cũng rất là vui rồi. Hôm nay thì rất là may mắn này con rể nhà được khá nhiều các cô chú bác làng xóm về đây để mà cùng giúp hai mẹ con em xí đang dựng thành một cái lán rồi cô bác ạ. Đấy, làm cái lán này nó cũng phải làm kiên cố một chút để mà ở trước mắt làm cái lán này ở khả năng là sẽ tính là lâu dài rồi cô bác ạ, ít nhất phải vài ba tháng trở lên hoặc là có thể dài hơn. Đấy, cái này thì mình cũng chưa thể lường trước được vì là xác định chuyển ra cái lán này ở thì cũng để hai mẹ con ở đây nó tính cái thời gian nó dài dài rồi. Còn như thế nào ví dụ nhớ hai mẹ con có duyên với các cô bác Mạnh Thường Quân thì giúp được mảnh đất hoặc là ngôi nhà thì sau đó tính sau cô bác ạ. Trước mắt là thì cũng chỉ làm cái nhà tạm như vậy đã. Đấy, hay chưa? Con dễ. Ê, thế con gái hôm nay không xuống đây à? Ờ tụi mình xem thôi này chỉ tốt bao hả? À, nghĩa là con gái thì đi làm nưa rồi. Làm nưa. Đi đổ công cho người ta ấy. Oh. Thì hôm nay chắc là đi trả công. Là có con rể xuống là được rồi. Đúng rồi. Sợ gọi không có con nào gần đến thì mi lo thôi. Này cháu nhé, chị là bác sĩ. Hả? Nhé. Anh chia mùa so bé nhé. À. Như cây trên này thì gọi là chặt về để làm như ông bác kia sao là mình rào hết vòng quanh. Ồ. Đây, vòng quanh. Vâng, đúng rồi. Đúng rồi. Rào được vòng quanh thì nó được kiên cố hơn đấy. Vâng. Ta cửa đấy. Ta tóc. Làm cái giường này rộng kín được ấy. Cái giường này nhỏ quá, thế này thì hai mẹ con nằm thì lại hơi hẹp, nhưng mà xách cái giường cũ ra được mà. Cái giường cũ của hai mẹ con không biết là còn xách ra được không? Nó chỉ thiên là nó ra cũ thôi hả? Không hết rồi. Ra cũ liền chứ liền. À, thế là xách cái giường cũ ra cũng được. Còn bác này năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Xem nếu mà trả xong là... Ủa? Ơ? Chị chào hả? Năm mươi trò trò luôn. 50 tròn luôn. Không thiếu không thừa. Thế thì chỉ hơn em mấy tuổi thôi. Thôi thì mình chỉ xưa cô. Ông nói mình mẹ chứ không? Cửa cho lại. Chào chị chào lúc khen á. Thành ông chưa? Ông bác bảo là thành ông rồi, 50 tròn tròn rồi. 50 tròn tròn thành ông hết rồi. Đúng rồi. Ở đây 50 thành ông là bình thường nhỉ? Đúng rồi. Còn ví dụ có ba mấy tuổi cũng đã thành ông rồi cơ. Cái này quay cái này còn nhiều công ấy, không phải ít đâu. Này giàu này một rồi là chỉ thua đấy. Hả? Hả?
Ôi giỏi là chỉ chịu á? Bác bảo là bây giờ là 50 củ là đi làm không ai nhận nữa rồi. Đi làm không ai nhận á? Không ai nhận này vẫn còn khỏe lắm. Hát chỉ muốn giỏi giả cô ơi. Hát chỉ muốn giỏi giả ơi. Bác bảo là bây giờ vác cái gì cũng khoa thua rồi. Nhưng mà đã thấy từ tóc bạc cái nào đâu, vẫn còn thấy đen nhẫy thôi. Này tiểu, ta hỏi thì chỉ tao đã ở chỗ này. À bác bảo là mình vô dĩ không bị tóc bạc đấy. Không tóc bạc á, à. Như thế là vẫn khỏe. Ồ, nên thế cho ta học chỉ đó thì mua rồi nhớ. Ai bảo là người ta bảo là tóc đen như thế là khỏe lắm, bác cửa cho. Mọi người cửa. Già tóc bạc với già chứ, thế nhà có nhiều con vật nuôi không? À, lúc chơi phố mơ chết xuống trong. Ông bảo là khỏe thì khỏe nhưng mà toàn là nuôi dễ thôi. Nuôi dễ. Nghĩa là bò toàn nuôi dễ thôi đúng không? Nhưng mà khai dù hút bây giờ. Nuôi dễ thôi. Nuôi dễ để mà lấy ngô, lấy phân. Thế cái nền này là cũng mấy ông bác cùng con rể đào cái nền này à? Hai mẹ con đào. Lúc còn chơi nên sao lại qua rồi gái thì tốt ngầu gái. Thế là không uy tín nữa. Bác bảo là nền nhà này hai mẹ con với lại ba thằng con rể. Ba thằng con rể. Nhưng mà có một thằng con rể là không uy tín. Đào đào đến nửa ngày là chạy mất dép rồi. Thế thì hôm nay là có mỗi một thằng con rể thôi. Nó nhưng mà cho thì tụi vào hết đó. Mà nếu mới chị thế là chứng tỏ là cuối cùng chỉ còn một anh rể uy tín thôi. Thế là từ hôm qua giờ là hai thằng con rể là chạy mất dép rồi. Nằm mà kéo tụi vào á. Thế là chạy hai thằng con rể rồi. Ồ, thế này. Anh nghĩ lúc bà ngoại đang khó khăn này phải về hộ giúp cho nó xong xuôi đâu vào đấy là chạy con dép thế này, còn không bằng bà bằng các chú ở ngay hàng xóm đây thì còn nói chuyện gì. Cho vào một vô cho thái nào luôn. Hôm nào xong ấy bảo gọi hai thằng con rể kia vào để hỗ trợ một ngày xem là còn có chạy không. Bác bảo là bác vừa mới nói là con rể này chỉ thích lấy con gái thôi. Chứ không muốn giúp mẹ ngoại đấy. Nghĩa là chỉ thích lấy con gái thôi. Thấy mẹ ngoại như thế này không thích giúp đúng không? Đúng rồi. Ồ, thế là thì không uy tín thế nào rồi. Không uy tín à. Ông bác bảo là mẹ cháu xí là đi tìm ngừa được hai ngày. Khóc nức nở đến khắp sốt không ai giúp đấy. Thì là cuối cùng mới đến con rể đi nhờ ngừa thế này. Là mẹ cháu xí là đi tìm khắp sốt hai ngày không được người nào giúp. Đúng rồi, kiểu là cái cuộc sống thừa thừa như thế này là người ta kiểu là không muốn giúp ấy. Đúng rồi. Thì cũng kiểu như là có hai mẹ con cứ thần cô thiết cô, cũng nhiều người ta không muốn giúp nhỉ. Đúng rồi. Nếu mà không có con rể này đứng ra thì chắc là không bao giờ làm được cái lán này á. Đấy, cái lán này nếu mà để hai anh em lên làm thì chắc là cũng không biết bao nhiêu ngày mới xong được cái lán này. Nó rất là nhiều công. Trước đó em rể gần đây còn lo được cây cối các kiểu về như thế này. Trước đó em nghĩ là nếu mà không ai làm thì mong một lần anh mình vào đây cũng làm một tí thôi. Được, làm cái lán làm được cái cố này, nếu mà anh em làm thì nó không được như này đâu. Đúng rồi. Được quay. Ông mua xíu bột bắp à? Mua xíu xíu. Để cho cháu thử xem là cháu có biết làm không? Đấy. Ôi u. Vỡ một nửa thôi, đã vỡ ra hết thì nó lại không thành nữa. Nó thành cái mảnh như nó kia. Làm như em trai kia kìa. Ấy con rể tên là gì? Ở lên bè hồi trả vào. Không á? Hồng. Hồng á? Ủa nhưng mà dù phô chí tạo là? Ủa thông tạo mà dù xí thấy ít xác thôi thì tốt bốc xí thôi. Hồng cho giá. Ôi trời. Nhưng mà làm kiên cố thế này thì khả năng là từ đến tối là lại không xong á. Bây giờ mới đang trẻ cái này, quay cái này lâu lắm. Thế thì đúp cho lo chỉ lo thôi. Đấy, con rể cũng bảo là cũng chưa biết được ấy. Cái này nhưng mà cũng may là có con rể này nhiệt tình tí đấy nhỉ. Thế thì hai thằng con rể kia là không ở gần đây à em trai? Ô tụi vào ý chỉ nhớ rể này vậy này. Nhớ hào. Nhớ hào, ở dưới kia.
Con rể này là ở trên đỉnh. Con rể này ở trên đỉnh. Có hai thằng kia là ở dưới vực. Dưới vực không bằng trên đỉnh. Up for. Up for. Put up for for later. À kia kia. À, em xí kia rồi. Đi học về rồi. Bây giờ mới đi học về kia. Ê. Hôm nay thấy à vui vui cười cười rồi hả? À. Đi học về rồi à? À, đó chưa? Có. Có rồi. Ừ. Ừ, chào chưa? Chào ông bà chưa? Hả? Ừ, hôm nay cười cười thế. Ơi. Ờ, chào chú. Chào, ai đây nhỉ? Hả? Ai nhỉ? Chị gái. À, chị gái à? Ủa, tôi hay mồ. Chị gái này tức là lấy chồng ở tận đâu? Ở dưới. Ở dưới kia. Ờ. À. Thấy các bác làm sắp xong rồi đấy. Sắp có nhà mới rồi. Sắp có nhà mới rồi đấy. Ê, hôm nay là hai mẹ con là vui hơn, không thấy khóc nữa phải không? À, đấy, còn lo không? Còn lo không? À, còn có lo nhà sập không? À, còn có sợ cái nhà này bị sập nữa không? Có. Có. Sợ thì sợ cái này như cái kia không sợ nữa phải không? Ờ, thế thì là hai mẹ con là đi kiếm người hộ, không ai người ta hộ mình à? Nhà này một thiên, thân em một thiên thành chỉ muốn thành cho bán em quá. Ờ, thì là ổn không? À. Táo nóng thế thì táo là thôi. À, chị bảo là đi tìm được 2 ngày thì không ai đếm giúp luôn. À, nên là cuối cùng cũng nhờ vả vào con rể ở trên đỉnh ấy. Ừ. Có 2-3 con rể cơ mà, sao cũng gọi 2-3 con rể tập trung về đây hết thì để mà giúp nó nhanh. Mà ớt chó tôi vào nào đó, vào nào khi có tiền này. Chú thế là cho ít đủ nữa, năm này chỉ chân cấp chín. Ừ. 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 Nhìn bây giờ đi. Chị bảo là con rể này không được. Con rể này không được. Chỉ lấy con gái mình là được không? Chứ không nhờ được. Được rồi. Này thì gái đỏ nhỉ. Tết chua tổ năm lòng đúng không chị? Con rể này là nghe lời hơn một tí. Con rể này nghe lời hơn tí á. À, mày còn có con rể nghe được lời nghe biết nghe lời không thì cũng mệt đấy nhỉ. Ha tổ này lòng đúng chị lòng đúng mà nên lao của tao. Dạ, tao cũng ta chứ. Được, con rể này là uy tín nhất. À. Ừ. Thế thì những cái cây, các thứ này là mình đi lấy hay là con rể lấy về cho hay như nào? Ý anh thì cho anh Tông đi mà, nhờ tôi cho vào lại bát thì thôi hả? Ừ, lấy vào lại bát thì thôi. À, những cái cây, mọi thứ này là con rể là lấy cho gia đình chị ấy. À, nghĩa là chắc là mỗi người lấy một ít. Thế là ba con rể lấy về à? Lấy bê được vào lại bát. Bê được vào bát. Thế cho chị mẹ cứ đi. Ừ. À. Ở tụi mẹ này, nghĩa là con rể là lấy cho ấy. Thế chưa có mấy con rể thì có ấy này không gọi con rể về để mà hộ lấy cây các kiểu về làm nó thành có gì đâu mà. Nhà lại mua vào cần thì tiêu rồng thế. Na thế. Na này ở tụi đấy sao đó cho vào này, thế là cho này khắc của chơi. Đấy, hôm qua là ba con rể với lại hai mẹ con là đào cái nền đấy. Ba con rể và con đào cái nền. Vâng. Đấy. Thế là một mình chị là đi nhờ khắp xóm không được, bây giờ cuối cùng là nhờ đến con rể. Nhưng mà cái mình cũng phải nhờ đến con cái trước. Chứ gì đấy thì như hàng xóm thì con rể nó chả không thèm hộ. Có cái công việc gì con rể xa gần thì mình cũng phải đến nhà mà bảo con rể và làm thôi, mẹ nó khó khăn như thế thì các con bớt một ít thời gian đến hộ mẹ làm cái lán cái nhà cho mẹ, không thì nó đổ rồi thế các con mới lên hộ chứ. Chứ gì đi gọi khắp xóm thì chả không có ai hộ mình. Ý là tiếng mơ chỉ thấy cần hãy cho cứ đi, hãy cho vào tên là tôi bái rồi. Cho vào cái tí bái rồi. Chị không bảo là hết nghe. Ý là chúng mình cho thầy đó như này bái là gì hả? Đây là bái rồi, chúng mình này. Thế là không có người ngoài như cái con rể này nữa. Đúng rồi. Thế là những cái cô bác này là có một con rể trên đỉnh là gọi về hộ thôi, còn hai con rể kia là chạy mất dép hết rồi. Nhưng nếu ổ vào là kia ta. Chúng đấy. À. Ổ tổ vào thì chúng sẽ nào rồi. À. Hai con rể là cứ bảo là ở nhà có việc nên là bỏ hết. Cuối cùng là còn sót lại một con rể trên đỉnh đồi. Này là không uy tín thế nào. Đúng không? Cái này không ổn rồi. Xí nó tí nó bỏ mẹ là lấy cái này về nấu cơm cho mọi người. Tí nữa thì lấy đây này, thịt lên đây. Đấy, thịt mế đậu ở đây nhá. Bắp cải này. Bắp cải nữa. Xong là cơm kia để lấy về cho các bác ăn cơm nhá. Vâng. Còn chú đi. Ấy ô. Cháo này nữa này. Đâu? Mọi người xách một can. À, mọi người xách một can nước. Một ngã thì đó. Bác này chưa đủ đâu. Cái này chưa đủ. Cái can này nhỏ. Đi chuẩn bị nước đây, xí đi chuẩn bị nước đây, không làm được những cái việc này gì đi chuẩn bị nước đi. Hai mẹ con đi chuẩn bị nước nấu cơm. Ấy ô, nhanh thế.
À, đó là à, từ giờ đến tối câu sau không hả bác? Nên đi cho đủ tao chỉ tao với. Hả? Hả? Ta sẽ chỉ đủ tao chỉ tao. À, mình chỉ bảo cho chút. À, bác bảo là tí nữa sẽ xong luôn đấy. À, tí nữa xong là tân ra luôn đấy nhá. Ý chỉ tao mà như nên như chưa check kìa nó. À, thế tân ra con rể có con tu cái nào để mời các bác không? Mà. À, tao chơi chết mình gì à, nên như rửa chơi chết, nhau mua mình tổ cái mình thôi cho thôi. Chỉ mua không có hai con rể này thế còn được nhỉ, nghĩa là không có nhưng mà xuống giúp thế là được rồi. Chỉ mua cái chuyện trẻ tôi phá uống thì tao à, còn hai anh kia chỉ biết lấy con gái thôi, không biết đang hộ thế này gây to nhỉ các bác nhỉ. Nhô so đây nhà cô bác. Một nhà mới của hai mẹ con em Sĩ đấy. Đấy, cũng rất là may có con rể ở ngay gần đây thì bảo mọi người đến giúp như thế này. Còn không thì đúng là cũng không biết bao giờ hai mẹ con làm được cái lán như thế này nữa. Đây nhà cô bác này. Đấy. Cái mái nhà đây. Đấy, đằng sau đây. Cái cột nhà nó đã chọc xuống cái này. Đấy, nó võng xuống, nó gãy hết cái đòn tay sập xuống cái này rồi. Đó. Cái này thì đúng ra cũng không khác gì cái bẫy. Khu này thì nó là trên đỉnh núi rồi. Ba đây. Ê, mà. Thì nhanh ngá đấy. Buộc dây vào mới được. Ồ. Kia có cái đinh tuột ra rồi đúng không? Từ tép lại á. À. Bẻ hết rồi, gãy hết rồi. Đấy. Thế cắt cây vải này về làm cái gì? Nó tiêu cho là khi có là. À, cắt về để một tí mình buộc vào những cái tấm bạt đấy. Ồ, ôi dồi, thanh niên này. Hả? Mặc cái áo ấy thế. Sợ. Phanh cả ngực ra thế. Nắng à, phải không? À? Nhà ở đâu? Thanh niên nhà ở đâu? Sao? Ở trên đỉnh ấy. Ta chết đỉnh. Nó tiêu luôn chứ hả mà? Tiêu không phải, chỉ biết mà muốn tiêu luôn. Ồ, ừ rồi, cũng được. Là cứ cắt thêm một lượt xong một tí cắt ngắn ta. À, cái này là cái váy à? Cái váy. Cái váy đẹp thế sao cắt đi. Chị ta đi na vào chảo xong rồi tiếp chứ. Cao tới xong đâu? À, chục năm rồi. Chục năm rồi. Nên là bỏ được. Đấy, sắp được một vách rồi. Giờ đầu tay sao đó? Đấy, sắp được một vách rồi. Nhưng mà cái kia dài quá. À, bác ạ. Cái kia kìa, nó dài như thế là nó sẽ chọc vào bạt đấy. Ờ, chặt bớt đi. Nó nhọn hoắt như thế thì tí nữa ấy bạt kiểu gì. Đóng nó xuống đất đi. Lấy cái cây ấy, đóng nó ngập xuống đất được mà. Ông ấy trồng hoa ai? Ờ. Trồng hoa ai? Nghĩa là mình cạp cái này thì đừng để nó nhô lên trên cái mái quá. Tí nữa mình còn căng bạt đấy. Ồ, dồn dồn nó vào chặt chặt tí được á. À, còn dồn được không? Còn dồn được không? Dạ. Để lấy cái cây mình đóng dồn. Đúng rồi, trên này xuống nhỉ anh? Ờ, đấy. Đấy. Có đóng được không? Ừ, được anh ạ. Ui, không xuống đâu. Cái đá này xuống làm sao được. À, có những cái xuống được ấy. Hả? Có những cái là xuống mới xuống được. Không ấy thì nó xuống rồi, còn nó chung đá này làm sao xuống được. Cái này chắc phải... Rồi nó vào chặt tí. Đằng nào cũng ấy, rồi nó vào dày dày một tí là được. Ôi nhớ đi. Ôi còn đòn gì? Ừ. À. Mùa hè thì thoáng mát, mùa đông thì phải ấm áp mới được chứ. Hay là mùa đông phải sửa lại các bác. Ồ, chỗ rồi, bao chỗ rồi nhá. À, bác à, chú bảo là đây là còn phần của hai con rể thôi đấy. Phần của hai con rể á? Còn nếu hai con rể mà đến thì chắc là có khi là quên hết luôn. Ừ. Thế là bây giờ là thiếu hai con rể là để lại một phần á? Dạ, chỗ bao mặt trên thì cho mà tôi uống đấy hả? Thôi em ạ. À. Hai con rể đấy thì... không đến thì mình lại còn đi sau đó làm cái gì? Ô vào tụ sạc xin chứ. Mình làm thì kiếm hết đi. Con giờ chơi bóp không? Đấy. Đấy, cái đây cạp vào xong là đấy, nhưng mà hết cây cạp rồi à? Bây giờ. Ta xong hả? Tả rồi. Hết rồi. Tả. Hết rồi thì ấy nó vào xong là bây giờ lợp mái đi, lợp mái xong là còn lấy cái cây về cạp xung quanh xong là lấy cái bạt về quây vào đó. Vâng. Cái này thì như thế này thì cũng vẫn phải quây bạt ra ngoài. Đúng. Thế nhưng mà bây giờ cái mùa này là mùa đang mùa nóng rồi.
bột nóng thì tạm thời là mình cứ dồn nó chặt vào một tí em ạ. Cái kia mình dồn nó chặt vào một tí thì để nó được kín đáo một chút. Nãy mua à? Chứ xong mua quán gì nào? Ừ. Nãy nè. À, ừ, đúng rồi. Chả đâu tốt rồi. Ừ. Nó nãy nè. Dắt dắt ra rồi mà. Nhưng mà dồn nó chặt vào thêm tí nữa. Dắt ra hả? À, dồn nó chặt chặt vào bên này kia, nó phải chặt chặt như cái chỗ này thì. Nè, cậu có khâu gì chưa? Tiết lịch chỉ sau rồi. Ở xong rồi lấy bạt về lập mái. À. À. Đấy, chú với lại con rể bảo là ở dưới này nóng quá nên là phải làm thưa thưa ra để gió nó lùa vào. À. Ờ, để mùa đông thì con rể sửa lại cho kín mít. Cái này thì mùa đông mẹ ngoại rét thì làm nào con rể lại phải sửa lại cho à? À, tôi mà máu mà tôi nó khò mới vào. Ừ, đúng rồi. Con rể này cũng đáng đồng tiền bán gạo đấy nhỉ, đúng không? Con rể này. Con rể này là không chỉ nhằm con gái của mẹ ngoại đâu. Nhớ này bảo tiểu này tại tôi mới vào đó. Ừ. À đúng rồi, chú bảo là con rể là phải chịu khó một tí chứ. Đúng rồi. Thế thì ngày xưa là xuống tán hay là bắt về làm vợ. Thảo chú ơ tha sống cao rồi thì ơ chân tề một vuông. Thảo lòng cao à. Nghĩa là tán đấy. Tán á? Ông muốn là ngay tề về mà. Nhìn là dưới lên đẹp ra phết đấy. Có thành cái nhà anh. Thành chứ. Các bác này làm có kinh nghiệm rồi. Lắc khỏi nèo trên đóng góc rồi. Có rẻ cửa cho đấy. Được à, hôm nay là có người khen phải không? À, con rể mà làm cho mẹ ngoại còn không thành nữa còn nói chuyện gì nhỉ? Vào mà nhà chú có con nhiệt tay mà. Không thành mẹ đòi con gái về đấy, có sợ không? Hả? Ủa, chỉ cho mình nghe tại chỉ bút tuần sáng cho mình chơi không chẳng sao? Chào. Chào sợ đấy. Sợ hả? Sợ là không cho con gái về nhà đấy. Không cho con gái về thì đúng rồi, cũng mệt đấy nhỉ. Em trai này hình như là cũng nói được đấy đúng không? Ủa, bao lời giá trị bây giờ? Chỉ sao á? Không biết đấy. Không biết là vẫn nói đến đâu vẫn hiểu đến đây đấy. Thế là nghe vẫn hiểu, nhưng mà không hiểu nói được. Rồi, đúng không? Đấy, đã thành hình rồi bác. Anh chơi xấu. Nào, xong chưa cho bát lên đi. Hả? Xong rồi. Hả? Cho một sao. Hả? Cái này phải có người lên đặt nóc mới được ấy. À đúng rồi, chú kia nó phải chú bảo là cho cái thằng con rể lên nóc. À cho thằng con rể lên nóc. Vâng. Đúng rồi, thằng con rể lên đặt nóc đi. Tao cho mẹ vợ đi. Tôi vào một thằng trò chơi vào. đúng rồi, một người lên nóc xong kéo một kéo ấy. Một cũng là con rể, hai cũng là con rể bực mình nha. Thì có phải lấy được con gái người ta về có phải là dễ đâu nhỉ? Có phải là như trước là cứ đi tán cũng được là kéo về đâu. Ý ở vào vào huyên bảo tài hư ở vào hiểu. Kéo về làm vợ mình rồi bây giờ sống sao cho phải đạo với nhạc phụ mà nó mới là quan trọng chứ còn để mà kéo về làm vợ ấy nó lại dễ dàng quá đúng không? Nhiều nhiều như thế bắt đầu mọi người đưa lên theo một cái lối ấy nhá, nó thừa bao nhiêu thì cắt về để quay quanh kéo nó dài ra chứ em. Vâng. Đó. Cho ô chá ô chá một tô. Đúng rồi, kéo nó ra xong bắt đầu mới lật ra. Vâng. Kéo khéo nhá. Ý, cái cây kia con đảm bảo không á? Dù quá, các bác bảo là yên tâm đi. Yên tâm đi á. Lão ớt, ớt ăn tia đi lão ơi. Đường ngày trèo lên tận nóc. Đường ngày cất nóc cho hai mẹ con em xí. Đúng rồi. Đấy. Lão ơi, em gì, mấy đứa bà thơ lại này rồi. Kéo nữa. Mắc rồi. Đúng rồi. Đấy. Con rể. Cá thiện. À, có vừa không? Có đủ vừa. Cái bản của nó không? Vừa luôn anh ơi. Ồ. Oh, đẹp luôn. Kéo sang bên kia một tí. Được. Cái này cái bản nó là rộng 4 mét. Đấy, còn nó dài là 25 mét thôi. À, vừa khít luôn. Vừa khít luôn à? Vâng. Ô, các bác này làm tính trước hay sao mà đẹp thế? Nên mà nên chỗ đấy không thể đâu. Khít luôn. Có thể là thịt bị, cho tôi vào ấy hả? À, cái thằng con rể đấy. Được, thằng con rể này đáng đồng tiền bác gạo. Ờ, bây giờ lần ra lần ra. Chú thì mình đây, ố tù, quên rồi. À. Nó tình nếp một đấy em ạ. Vâng.
từng nếp một thì mình cứ lật theo nếp một thôi. Nếp thì ra mới mất khí rồi, từng nếp cho xuống vừa đủ rồi, xong rồi lật sang bên này. Còn thừa thì cắt ra quay vòng canh. Bên kia là không được quay vào nữa, gió nó bí quá. Gió bí quá. Nên là đặt sau này thôi. Vâng. Ê, thoải mái, miếng bạt 25 mét này thoải mái thì đủ. Ê, bạt này là bạt 2 lớp, bạt dày. Đó, lở cái này thì ít ra nó cũng phải được một thời gian khá là dài các bác. Ê, khéo khéo. Nhiều dù lắm anh. Cứ như kiểu là như cái ông được mà lý rượu ấy. Tháo á, tháo á. Ngộ đẹp quá. Căng ta thẳng ra xong rồi lấy cái dây rồi. Kia buộc níu bốn góc vào. Chồng hăng đến này đó. Chạy chạy có một. Kéo xuống dài một tí nữa này, bên bác áo đỏ kia kéo xuống dài một tí nữa cho nó dài dài ra. Tôi tin rằng nó cho liếc đúng không? Hôm nay anh tay mình chỉ muốn. Chà này trèo lên cho nó ra khỏi cái cây đi, kéo từ từ thôi. Đấy, được rồi. Bây giờ không biết xuống. Kéo căng ra bây giờ là níu bốn góc chặt vào nhá, xong bắt đầu lấy cái dây kia về trăng qua trên. Bây giờ không biết là. Không biết là xuống kiểu gì. Bây giờ xuống cái nào xuống không thì cứ ở trên đấy cũng được. Có cái thang không? Hả? Hỏng rồi. Đấy. Cứ tranh con rể trèo lên lắm vào. Bây giờ không có cả lối xuống. Cứ ở đấy mà than thở. Đúng rồi. Bế. Nó chảy lắm ấy. Xuống dưới xem. Ngôi nhà mới của con em xí xem nào. Đẹp quá. Thân ra nhá, con rể chuẩn bị can rượu với lại tủ cái đi. Con rể giờ lành bấm giờ đi. Chuẩn bị chống nhỉ. Nóng thế. Bây giờ rửa cho chéo cho mình cứ cách cứ kéo ra. Đấy, kéo dài nó xuống một tí nữa, cũng khoảng là 2-30 phân thế này nữa. Chú lỏ mình chỉ tao đánh cặp bếch ở phía đi. Xong là buộc vào. Được rồi, vào là được rồi. Đúng vừa cái bản luôn đây nè. Đúng là... Đúng là như kiểu là đánh trước. Bây giờ mùa nóng thì bên này thì kệ nó thế nào đâu các bạn, không tăng vào đâu. Đúng. Nhưng mà căn vào hết thì nó không có gió anh. Đúng rồi, không có gió, bí lắm. Bí quá. Lò bàn. Đấy, cái này. Xong là cái này cứ để thế này thôi, để thế này dài là cắt đến đất này được ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Xong là cạp một cái dây qua đây, xong là bên kia cạp qua đấy là được. Bên này con rể lấy đi xin được một hai cây hay là kiếm được một cây tre nữa là đủ cái ấy kia. Em nào? Ông mà thà bây giờ xong rồi thì cho sau có mà vung tới chứ không ủi chỉ tao bao vung cái này chứ nhớ nè con rể bảo là bên này để con rể đi xin một hai cái tre về để làm lốc cái này. Còn không là bí quá không thở được. Đúng rồi. Xong rồi làm cái này quay sang bên này để mà làm cửa các kiểu đi vào. Tin thì mà mua khó trong. Nhớ mà chưa có giờ là sao đây rồi chả rồi mà sao bây giờ sao hôm nay lỏn thì giờ chỉ hôm nay có nhớ mà chưa cho tí đây lỏn này tí đúng đó hả. Thanh niên này đại ca làm phanh ngực ra nhìn phanh tránh thế. Đào cái đấy làm cửa vào đấy à? Đúng rồi, làm cái cửa ấy. Làm cái cửa vào đấy xong là cái góc này này, cái góc này thì nó cũng ở cái ngay cái sát cái nóc này, thế nhưng mà ở đây thì nó cũng ra khỏi cái ngôi nhà rồi, không sợ nữa các bác. Cắt đây. Vâng. Phải cắt ra anh ạ. Do là cái này rất là dài luôn. Cắt xong rồi về quay vòng quanh. Đúng không? Đấy,